đây là cái khu 4 với lại cái khu 6 mà ở trên báo nó là bỏ hoang ở cái khu Thanh Đa. Mà thật sự ra thì khi mà mình chạy đường này thì mình thấy người ta vẫn là ở, mà mình đâu có thấy cái gì đâu gọi là bỏ hoang. À, cũng có thể là người ta bỏ hoang ở cái khu nào cũng không biết nữa. Nhưng mà ở đây thì vẫn có người ở, tuy là nó hơi vắng vẻ thôi. Cái khu chung cư Thanh Đa này nó rất là thưa và nó rất là vắng nha. Nó vắng hoe, nó vắng tèo luôn. Ví dụ đi, chạy vô trong đây đi. Đây nè, vắng hoe, vắng teo luôn, dài luôn, không, rất là vắng luôn, vắng hoe. Có con chó nó nằm giữa đường. Mà người ta nói bỏ hoang, chẳng thấy cái khu nào bỏ hoang cả. Đâu có thấy cái đâu bỏ hoang đâu ta. Không hề thấy chỗ nào bỏ hoang luôn á. Vắng thì có vắng thiệt, thật sự luôn là ở đây rất là vắng. Chứ ở đây nó không có đông, nó vắng lắm luôn. Vẫn có xe người ta để nhưng mà ít có thấy người lắm, cái xe không. Có vài người thì họ đang tập thể dục. Lầu 6. Vẫn thấy vẫn có người ở mà ta. Không phải thấy một cái khu nào gọi là bỏ hoang. Không hề thấy chỗ nào bỏ hoang, chỗ nào cũng khu ngoài đây thì đông rồi, có khu ở trong kia thì vắng thôi. Đường rất là dơ, khu này khúc này dơ quá, dơ kinh khủng luôn. Khu nào bỏ hoang, không hề biết khu nào bỏ hoang, đâu có thấy chỗ nào bỏ hoang đâu.
thành hư vô. Ở đây là một cái công viên ngay chỗ mà cái khu Thanh Đa, và ở đây vị trí của nó là cái khu 6, khu 4, khu 6 gì đó, khu Thanh Đa. Ở đây rất là đẹp luôn, bởi vì ở đây họ xây một cái bờ kè dọc theo cái con sông đó, và họ tận dụng cái đó để ồ phía đằng kia có phà nữa kìa. Họ tận dụng cái bờ kè này để xây cái công viên cho người dân ở đây. Cái công viên này rất là đẹp. Công viên này xây mới tinh luôn, có rất là nhiều cái trang thiết bị tập thể dục. Ở phía đằng kia thì có hai cái rổ nữa kìa, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn. Mình có thể đi ra ngoài đây để ngồi ngắm sông Sài Gòn. Cầu đó chắc cầu Bình Lợi quá hả, không biết luôn. Đó, đứng ở ngoài đây thì có thể nhìn ra được bờ sông. Nhưng mà thắc mắc một điều, đó là vì sao mà ở đây không có ai câu cá hết, chẳng biết nữa. Rất là đẹp luôn. Cái công viên này buổi trưa thì vắng hoe, vắng teo, chẳng có ai chơi hết. Đó, chẳng có ai chơi cả. Có những cái trang thiết bị cho con nít, người lớn chơi này kia đều có. Như là ở đây có cái xích đu nè. Có cái xích đu mà xích đu dành cho em bé luôn. Có một cái xích đu dành cho em bé luôn. Đây là xích đu dành cho em bé nè. Còn này là xích đu dành cho người lớn. Để mình ngồi mình đu thử coi. Ây da. Cũng được đó chứ. Đó, đang ngồi trên xích đu nè. Thời tiết giờ này cũng phải gọi là rất là mát. Wow, ở đây có thêm một cái sân két nữa. Đây là sân két dành cho mấy đứa con nít nó chơi nè. Két này giống như là cát biển vậy, lấy từ ngoài biển vô. Đây là két. Có đôi dép của ai quăng ở đây nữa nè. Wow, khu này đã thiệt chứ. Bờ sông. Ở phía bên kia là hoa gì mà màu trắng vậy ta? Giống như là hoa sữa hay hoa gì đó, không biết. Và có một cái điều rất là ngộ ở đây, đó là tự nhiên ngay giữa trung tâm của cái công viên này, ở phía đó là cái khu vui chơi dành cho mấy đứa con nít, dành cho người dân ở đây buổi tối ra đây ngắm sông rồi chơi. Mà ở đây thì lại có một cái bàn thờ. Mình sẽ đi vô để mình xem. Wow, ở đây có một cái am thờ nè. Cái am thờ này thiết kế theo kiểu một cái miếu nhỏ, có hình ngôi sao, giống như lá quốc kỳ của Việt Nam vậy đó. Ở phía bên trong thì thờ có ông Thổ Địa, ông Thần Tài, Phật Ngọc, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát với lại có Phật Thích Ca ngay chính giữa nữa, rất là đầy đủ.
các vị ở đây còn gì lạc nữa nè. Và người dân ở đây thì họ thường xuyên họ ra đây họ đốt nhang á, nên là có thể thấy là một cái đèn dầu, một cái đèn dầu rất là cổ xưa rồi. Cái đèn dầu đó là cái đèn dầu cũ rất là xưa, và họ cũng để một bó nhang nữa, ai có lòng thành đó thì đốt. Để một lát nữa mình quay xong rồi mình sẽ đốt một nén hương. À thôi để mình đốt luôn đi, mình sẽ tạm dừng. Xong rồi, mình đã khấn xong. Thì về cơ bản thì cái đèn dầu đó hơi khó đốt. Có thể là đây là lập một cái am thờ để cho những cái người mà họ bị chẳng may á, giống như là họ bị mất ở dưới nước, tức là họ chết trôi á, thì họ sẽ sớm được siêu thoát. Bởi vì mình thấy cái bàn thờ này nè. Đó, cái bàn thờ này thì hướng thẳng ra bên phía dòng sông. Ồ, mình hiểu rồi. Bởi vì ở phía đó làm như là cầu Bình Lợi. Mà cầu Bình Lợi á, thì mọi người biết là có rất là nhiều người nhảy cầu á. Có rất là nhiều người nhảy cầu. Đây là người ta muốn làm một cái am thờ ở đây để gọi là bình an đó mà. Thì mình nghĩ là như vậy. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Về cơ bản thì đã quay xong cái công viên này rồi. Thôi thì chắc bây giờ thì sẽ đi về. Và
mấy đứa con nít nó ra đây nó chơi két nè. Đó. Nó ra đây nó dọc két, nó chơi két. Ở đây là toàn cảnh cái công viên. Có vài chú chim đang bay.